Đấy, hôm trước còn hơn chục con, nhưng hôm nay thì còn 8 con thôi. 5 con trong này thì nó non hơn một tí này. 3 con này thì già hơn này. Có con này thì trông là trụi nhất này, lớn nhất, lông lá đầy đủ nhất. Đây, mỏ này, mỏ đỏ cam này. Nó càng già thì nó sẽ càng đỏ. Chân vàng này. Chân vàng này, em bao ra nhiều. Đây, có con này trông to béo nhất này. Đấy. Còn đây mấy con này thì nó non hơn. Cái này chắc là chỉ lứa sau kém hơn. Đúng rồi. Giờ nhà em còn 8 con đây thôi. Bán hết mới lại nhập tiếp. Đấy, con nào nó cũng tự tựa nhau mà. Anh em tin tưởng nên em chọn cho con bác con đẹp nhất là được. Nó dễ. Bạn này thì con này, mấy con này nó non hơn. Con này non. Cái này có một con lớn non nhất, còn 4 con này thì là còn 3 con này thì đây to lớn lên. Đấy, anh bắt thì em bắt được trong chuồng này. Đấy, cái từ hôm em quay cho anh hôm trước là cái bên này em vẫn chưa gửi con nào ấy. Mấy con vừa rồi gửi sách, còn gửi lồng bên lồng to ấy. Kia thì em lại chăm thêm, đằng nào phải chăm thì tôi gửi cho các anh con to đẹp cho nó sướng. Lỗi thì anh không phải lo đâu, có vấn đề gì thì kể cả em bảo hành thôi. Nghe em có cửa hàng anh nói chứ có phải như mấy đứa bán dạo bán rong gì đâu, anh lo làm gì. Đây này, con này thì nó to béo à. Con này to nhất, em thấy con này là to nhất, béo phẳng người. Ngày em cho ăn nó 5-6 bữa, nó mổ tập mổ đấy, nhưng mà mình có thời gian nên mình cứ đút cho nó, cho nó béo. Này là có khi sắp biết bay rồi, nên là bỏ ra lại ghê dư dư. Còn bên này thì nó non hơn. Này non hơn nhưng mà nó cũng gọi là nó thì sau bọn kia một tuần nữa, tuần đến chục ngày là cùng, cũng đủ lông rồi.